Kính thưa quý vị khán thính giả gần xa thân mến, hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm Nhâm Dần. Tại khu di tích Gò Tháp có ngày lễ của khu di tích. Tất cả dân địa phương và bổn đạo khắp nơi gần xa đều đi viếng rất đông. Nhưng mà chúng tôi mới vừa từ ngã ba vừa vô tới cây cầu, chưa biết là cầu gì. Rồi để chúng tôi xin chào quý vị khán giả buổi sáng thân mật, và chúc nhiều quý vị khán thính giả gia đình bình yên và hạnh phúc. Và tôi sẽ quay lại toàn cảnh buổi lễ hôm nay. Bữa nay là dân chúng khắp nơi họ mặc về đây rất đông. Đây là ngày lễ hội mà chưa biết là ngày chánh là cúng vị nào. Ở đây thì trong lịch sử là có ngày Thiên Hậu Dương, tất nhiên là Võ Di Dương đó. Thì đây là khung cảnh toàn bộ của ngày 14. Dân chúng tấp nập, đồng đạo gần xa đến rất là đông. Có lẽ là ngày bắt đầu từ ngày 13, 14, 15 và 16. Bữa nay là ngày 14 tháng 11 âm lịch năm Nhâm Dần năm 2022. Kính chào quý vị khán giả buổi sáng thân mật và vui tươi hạnh phúc. Xin kính chào. Chút nữa chúng tôi sẽ đi lặn vào trong. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị khán giả, sáng hôm nay là ngày 14, khách đi rất là đông. Và xe tấp nập. Con đường, một con đường đi vào và con đường đi ra. Đây là khung cảnh của con đường đi vào. Đã gần đến nơi. Vì đang ngồi trên xe và quay hình, thành thử ra cái khung hình máy hơi rung. Đây là con đường chúng tôi đang đi vào. Những cái gian hàng quán đang bán khắp nơi bên đường. Giờ đây là tới khung đường để đi vào. Điểm gửi xe, chắc có lẽ là gửi xe ngoài này để đi bộ vô. Vô trước rồi, vô tập mình. Chạy lên luôn. Thank you.
những cờ bướm đã treo đầy đường hết. Đây là có một cái dinh mà chưa biết của vị nào. Đây là một cái dinh khác nữa. Thiền viện Trúc Lâm tháp 10, đây là thiền viện chứ không phải là di tích. Đảo lại đi, không phải rồi, đảo lại. Đây là khu thiền viện, trở ra ngoài rồi. Cái khu di tích ở bên kia phải đảo lại. Chỗ gửi xe đó là có đường đi vô. Quá đông quý vị ơi. Là toàn cảnh bãi dưới xe là cả mấy ngàn chiếc luôn nghe, quá mức rồi, quá đông người ta rồi. Đậu xe là phải biết địa điểm để chút ra kiếm nha, chứ đôi lúc là không biết địa điểm kiếm xe đó, quá đông người ta rồi. Một bãi xe thì khoảng chừng mấy hecta xe đặt hết. Kính thưa quý vị khán thính giả gần xa thân mến và là các đồng đạo thân mến, đây là đã tới khu di tích Gò Tháp và khách hành hương đi cúng giếng rất là đông. Chúng tôi đã bước vào cổng thì chúng tôi sẽ đi lần vào trong. Quá đông người. Quá đông. Rất đông khách hành hương khắp nơi. Rồi kính thưa quý vị, đây là cái cảnh trang trí hoa rất là đẹp. Và giờ càng trưa, giờ này là 9 giờ, tất cả khách hành hương khắp nơi tới rất là đông. Đây là cái vườn hoa trang trí ảnh, để chụp ảnh rất là đẹp. Rồi rất đẹp quý vị ơi, rất khách thập phương du lịch tới đây. Rồi bông da này là trang trí rất đẹp nè. Xin hỏi cô đâu tới đây cô? Ở Thanh Bình Đồng Tháp á. Rồi cho phỏng vấn vài câu nghe. Rồi cho gắn nói nè. Ở đâu gặp ông phỏng vấn nè. Phỏng vấn đi. Rồi xin hỏi cô nè. Bữa nay là ngày lễ gì cô có biết không vậy? Lễ thường năm thì lễ đầm lễ. Lễ này là lễ của ai, của vị nào? Nói đi rồi bác ơi, để cho con đi đi. Nói chuyện chút xíu đi. Cô ở đâu? Con ở ngoài Thanh Bình Đồng Tháp. Rồi vậy cảm ơn nha. Dạ, đây là bữa nay có quy hình đó bây giờ nè. Rồi về bắt kênh vô tiếp lên mà coi nha. Nè đưa mít lại nè, thêm vài tấm nữa nè. Chia cho bà con về đăng ký kênh nha. Rồi con đăng ký kênh có coi. Rồi rất đông nghe, rất đông nghe quý vị. Rồi chúng tôi sẽ đi lần vào phía trong.
Đây là cảnh trang trí ở phía ngoài cổng đi vào, những mô hình của ảnh và vườn hoa rất là đẹp và khách thập phương càng ngày càng đông. Đây là khu di tích lịch sử cấp quốc gia của khu du lịch Đò Thờ, khu di tích Gò Tháp. Ngày nay là ngày lễ cúng các vị trong này. Và có nhiều gian hàng của các tổ chức của địa phương để tổ chức trưng bày lễ tiếp thị. Đây là một môi trường lý tưởng để các công ty và các doanh nghiệp đến để tiếp thị. Chúng tôi lần bước vào khu chánh điện của đền thờ. Rồi phía của mình từ xa chúng tôi đã nhìn thấy khu chánh điện. Và bên đây là chắc có lẽ là hội trường chứ không phải là khu thờ đâu. Dạ, ở trong này cũng rất nhiều khu thờ. Từ xa chúng tôi nhìn thấy đây là chùa Tháp Linh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là ngôi chùa chứ chưa phải là cái gò tháp di tích của ngài Võ Duy Dương, tất nhiên là Thiên Hậu Dương. Và đây cũng có nhiều người bán nhang đèn để mà vô cúng bái. Đầu tiên là chúng tôi vào là thấy là đây là chùa Tháp Linh. Đây là cái chùa Tháp Linh. Khách thập phương đến hành hương rất là đông. Quá đông rồi. Kính thưa quý vị, nghe là các lễ hội của ở miền Tây. Đây là khu di tích Gò Tháp. Thì có rất nhiều khâu từ thiện. Đầu tiên chúng tôi vô đây thấy là đây là nước. Xin hỏi huynh đài là nước này là cho phát từ thiện phải không huynh đài? Thì bà con đồng đạo nào mà đi hành hương tới đây là cứ lấy uống phải cứ không? Uống tự nhiên hết. Rồi mà ở đây là cứ có người mạnh thường quân ta để ta để ai lấy cứ lấy rồi phải không? Cứ nhận, cứ nhận. Rồi nếu mình ở không mà mình tiếp xin chút là đứng ra phát cho người một cô chai. Phát dùm thôi. Rồi bây giờ xin hỏi quý danh là gì, ở đâu nè? Tôi tình xếp ở trên An Giang á. An Giang hả? Rồi bữa nay là ngày lễ bữa nay đi bán đồ đây bán đồ đây hả? Rồi biết ngày nay là ngày lễ chánh của vị nào không? Nước đi mấy em. Nước đi, nước đi. Cái gì cô? Đây là nước từ thiện nha. Rồi thì vậy cảm ơn huynh đài rất nhiều nha. Rồi xin chào hai vị nha. Rồi bữa nay là đi lễ ở đây phải không? Dạ đúng rồi. Ở đây là có biết gốc tích là đây là di tích lịch sử của cấp quốc gia là Gò Tháp. Nhưng mà bữa nay là cúng chánh là cúng vị nào có biết không? Bữa nay 14 cũng không rành nữa, đi không rành á. Rồi cũng không cúng rồi về chứ không có đấy. Không có hỏi gì nữa. Rồi nhà ở đâu? Nhà ở
huyện Cao Lãnh. À, cũng gần đây ha. Rồi rảnh rỗi thì tới là đi tham quan. Dạ tháng năm nào cũng đi nha chú. Năm nào cũng đi ha. Rồi đi cúng mà tháng 3 tháng 11 này nè. Vậy thì chúc sức khỏe nha. Dạ, dạ. Đó, vì đông người quá là mình giao duyên là vài câu xã giao giao lưu dạ mạnh khỏe nha. Rồi cảm ơn nhiều nha. Rồi xin chào. Dạ. Kính thưa quý vị đồng đạo khán giả gần xa thân mến, trước tiên là chúng tôi đã đi vào trước là thấy một ngôi chùa ở phía trước và đi sâu vào phía trong thì tới đền thờ của ngài Đốc Binh Nguyễn Tấn Kiều, gọi là Đốc Binh Kiều đó. Thì đây là chưa biết là ngày cúng của vị nào. Thì ở đây là có Thiên Hậu Vương là Võ Duy Vương và Đốc Binh Kiều là Đốc Binh Nguyễn Tấn Kiều. Chúng tôi chỉ quay ngoại cảnh ngoài nhìn vào để quý vị tham quan và chiêm ngưỡng, chứ chúng tôi chưa vào trong được. Bá Thánh Thập Phương là đi rất là đông. Dạ có lẽ cũng là tiếng trống thúc lên để chuẩn bị giờ hành lễ. Rồi chúng tôi sẽ lần nữa đi vào phía trong nữa. Kính thưa quý vị, kế bên chùa là khu phục vụ từ thiện để đãi ăn. Thì trong lễ hội miền Nam thì khu vực nào nếu có lễ hội đều có những cái phái đoàn tổ chức để phục vụ từ thiện cho tất cả khách hành hương xa gần. Chúng tôi đi lần lần vào khu từ thiện thì lúc nào cũng đông thực khách. Ở đây là khu từ thiện là đoàn bánh xèo của Hữu Duyên Úc Dứt. Xin kính chào mấy bé nha, mấy cô nha. Rồi xin hỏi ở đâu đến đây? Thường Thường Thái Hậu Đồng Tháp ha. Xin quá vui. Đây các cô các bé này rất vui nè. Là ở Thường Thái Hậu Đồng Tháp. Dạ, đi xuống tây hậu nào? Dạ con xuống tới đây 8 giờ. 8 giờ hả? Đi đi bằng. Đi. Chưa, đừng gấp. Ai cũng có phần hết trơn á, đừng gấp. Dạ. Thì đây là đại diện ha, nhưng mà nhìn sơ qua thì ai cũng đáng đại diện hết á, chứ không ai lép chỗ nào trơn á. Trời ơi. Từ từ. Từ từ. Bây giờ xin hỏi quý danh tên là chi? Dạ con tên là Cám. Cám hả? Dạ. Tấm Cám đó phải không? Đúng rồi. Thôi bây giờ mấy bé rất là vui nha. Dạ. Thôi bây giờ xin chúc mấy bé bữa nay là đi ăn uống gì chưa? Dạ con đang ngồi đợi. Ngồi đợi. Bây giờ hình như tự mình vô bưng ra mới có ăn á, chứ đợi chắc không có đâu. Tạch đem luôn hả? Dạ, vậy là người ta tốt với mình dữ lắm ha. Dạ, chú mình... ở đâu lăn chú? Phải từ từ, mình phải tốt với người ta, là mình phải ăn cho hết nha. Dạ, ăn phải cho nhiều. Đó. Vậy cảm ơn mấy bé rất nhiều nha. Bây giờ đông người quá, giao lưu là tình cảm nghe là 1-2 phút thôi. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi, xin kính chào các vị. Xin hỏi các vị từ đâu tới đây? Ở đâu? Tháp 10 á, tháp 10 là gần đây mà. Rồi gắn vô giùm cho chị Hà, chị nuôi cái đi. Dạ. Được ăn gì chưa? Đến đây ngồi chờ ăn bánh xèo nè. Dạ. Dạ. Chúc ăn ngon nha. Dạ, cảm ơn. Rồi đi đây được mấy lần rồi? Ở đây cũng gần đi hoài hả? Đi hoài hả? Lần nào cũng có đi hết á. Rồi, vậy là tốt lắm. Dạ. Lúc nào mình rảnh rỗi cái mình đi ha. Dạ. Để nghe là cho ăn nhàn chút xíu. Dạ. Rồi mình cúng thần cúng thánh đồ, người ta cũng phù hộ độ cho mình. Dạ. Ha. Rồi thôi bây giờ đông người quá thì giao lưu tình cảm đi, có ghi hình để về nhà con cháu nhà nó biết, nó mở lên nó coi. Dạ. Ha.
lên clip là mày chắc chắc ăn. À, chú lên clip mày chắc ăn. À, tôi đang làm việc, bà kiếm bánh xèo đi. Để gắn vô nói chuyện cho thoải mái đi. Đó. Nào mà gắn vô nói cho mày. Biết gì nói đấy, đừng sợ. Ông dẫn con không? Hả? Ông dẫn á. Ông dẫn. Trời ơi. Ông chỗ đây bây giờ đeo lên cổ áo nè, cái nè bóp 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 trên. Ông dẫn con đi nước ngoài luôn á không? Ờ dẫn đi nước ngoài đi lắm. Rồi. À, thôi bây giờ trở lại vấn đề. À, xin chào tất cả các đồng đạo gần xa kính mến. Chào các em, các chú. Ha. À, à, ai lớn thì anh, ai nhỏ thì em, chú thím phải không? À, xin hỏi mấy vị ở đâu tới đây? Dạ con ở dưới Tiền Giang á. Ở Tiền Giang á, rồi đến đây hồi nào? Đi hồi là 5 giờ mấy, gần 6 giờ sáng á. À, đi bằng xe gì? Dạ, gắn máy. À, xe gắn máy rồi, có công quá ha. Rồi, xin giới thiệu quý danh tên gì em? Dạ, con tên Hậu. Tên Hậu ở Tiền Giang. Dạ. À. Rồi, hồi nào có đến đây lần nào chưa? Dạ, chưa. Chưa đến lần nào phải không? Rồi đến đây là biết là mục đích mình đi để cúng vị thần nào mình có biết không? À, nói hai vị thần gì quên rồi. Ở đây là một là Võ Duy Dương, dạ. Là Thiên Hậu Dương, dạ. Ở Đồng Tháp. Hai là ông Đấm Binh Kiều, dạ. Là Nguyễn Tấn Kiều. À, thì nghĩa là mình là người trong miền Tây thì có rất nhiều ngôi miếu đền thờ rất nổi tiếng. Và ở đây cũng là một ngôi đền thờ của các ngài, là một khu di tích quốc gia rất nổi tiếng đó. Các em các chú đến đây là rất là tốt nha. Thì vậy là chúc mừng cái buổi hành hương bữa hôm nay nghĩa là thành công tốt đẹp đó, rồi nghĩa là cũng là chúc buổi ăn ngon miệng và vui vẻ. Dạ, cũng cảm ơn bác nha. Rồi về mình phát tâm mình là tin tưởng là trời Phật. Dạ, dạ. À, thánh thần gì đó cứ giái đi, người ta ủng hộ cho. Dạ, dạ. À, phải không? Dạ dạ. Nếu phải không? Dạ phải. Phải chứ không? Chàng phát ai rồi? Rồi xin cảm ơn rất nhiều nha. Dạ, xin kính chào quý vị đồng đạo đi hành hương ở đây. Dạ. À, xin hỏi quý vị là quý vị ở đâu đó tới đây? Ở Đà Sa Đéc. Ở Sa Đéc ha. Dạ. Rồi bây giờ xin hỏi quý danh là gì vậy? Dạ em tên gì á hả? À, tên gì, quý danh là tên gì đó, lịch sử hỏi quý danh tên gì? À, tên Hoa. À, vậy cô Hoa, chắc Tư Hoa, Hai Hoa gì đó phải không? Sáu Hoa. Sáu Hoa, tới Sa Đéc hỏi Sáu Hoa là biết liền chứ vậy? Dạ, không có, em ở trong cây trượng nữa. Ờ, à, tưởng đâu chủ tiệm vàng cái ở Sa Đéc chứ. Ờ, à, ở trong cây trượng á. Ờ, à, dạ. Rồi, tới đây được mấy lần rồi? Mới đi lần đầu tiên. Mới lần đầu tiên hả? Dạ. Rồi, bữa nay có biết ngày cúng của vị thần, vị thánh nào không? Không, mới đi lần đầu tiên không biết. Ờ, từ giờ có vô cúng lại gì chưa? Dạ cúng lại rồi. Ờ, à, rồi vậy là xin chúc mừng mấy cô nha. Dạ. À, có cúng lại là mình mới an tâm. Dạ, à, dạ đúng rồi. Ờ, à, rồi mình thì mình đi chùa chủ yếu là cúng lại thôi chứ. Ờ, à, rồi mình nguyện vọng gì được cái nấy. Dạ, à, dạ thôi dạ. Vậy chúc mấy cô là bữa nãy giờ ăn rồi phải không? Dạ dạ. À, em à, chúc ăn ngon miệng nha. Dạ, dạ, à, rồi dạ, bữa dạ. Đi cúng cho nó thành công tốt đẹp. Dạ, đúng dạ. Ý nguyện của mình. Dạ. À, cầu cho quốc thế dân an, gia đình hạnh phúc. Dạ, à. Rồi cảm ơn các con nha. Dạ dạ dạ. Rồi cảm ơn là đăng ký nha. Rồi. Đăng ký. Ờ, đăng ký để ủng hộ kênh. À, kênh bé là kênh gì? Con hả? Ờ. Ủng hộ kênh hả? Ờ rồi. Nè lấy về cho mấy nhỏ về đăng ký. À. Thank you.
rồi, quay rồi, đâu quay anh, đâu quay anh. Thank you.